Cô chào các em, hôm nay cô hướng dẫn cho các em học tiết toán đầu tiên trong chương trình lớp 3, đó là bài đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số. Chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Mục tiêu cần đạt. Sau khi học xong các bài đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số thì các con sẽ biết được cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số thông qua bài tập cần làm. Đó là bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5, trang số 3, sách giáo khoa toán tập 1. Bài đầu tiên, các con sẽ viết theo mẫu. Đây là một bảng được chia làm hai cột. Thứ nhất là đọc số và còn thứ hai là chúng ta sẽ viết số. Mẫu là chữ in màu xanh dương và chúng ta sẽ xem mẫu viết như thế nào nhé. Đọc số 160, viết số 160. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc số và chúng ta sẽ viết tương tự mẫu. 161. Cô mời các con cùng nhau viết số nè. À đúng rồi, chúng ta sẽ viết 161. Tiếp theo là chúng ta thấy viết số 3, 5, 4. Chúng ta sẽ đọc số như sau. 3 ở hàng gì các con? Hàng trăm. Vậy chúng ta sẽ đọc là 300. 5 ở hàng chục. Chúng ta sẽ đọc là 50. Và số 4 này ở hàng đơn vị chúng ta sẽ đọc là 354. Các con lưu ý, số 4 này ở hàng đơn vị, khi đứng một mình chúng ta đọc là 4, nhưng khi đứng với hàng chục và hàng trăm chúng ta sẽ đọc là 4. Vậy thì nếu viết số, chúng ta sẽ đọc số và ngược lại. Nếu đọc số, chúng ta sẽ viết số, sao cho hoàn thành đọc số và viết số cho đúng nha các con. Tương tự, chúng ta sẽ đọc số dựa vào số sau. 3 này ở hàng trăm như là 300. 0 này ở hàng chục, chúng ta sẽ đọc là linh. Và số 7 ở hàng đơn vị, chúng ta sẽ đọc là 307. Các con có làm giống cô không nè? Bây giờ chúng ta sẽ đọc số, sau đó chúng ta sẽ viết số. 555. Vậy thì chúng ta sẽ viết số nào đầu tiên nè các con? À đúng rồi, chúng ta sẽ viết 5. Rồi, 50 hàng chục là số 5. Và tương tự, 5 là hàng đơn vị là số 5. 555. Tiếp theo, 601. Chúng ta cũng biết hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị tương ứng. Rồi, cô mời các con cùng nhau đọc số và viết số lại nhé. Thông qua bài 1, chúng ta đã biết cách đọc số và viết số có 3 chữ số. Tiếp theo. Chúng ta sẽ viết 900. 922. 900. 09.
777 365 và cuối cùng 111. Bài số 2, các con hãy viết số thích hợp vào ô trống sau. Chúng ta sẽ xem ô trống 1, 2, 3, 4, 5, 6 có tất cả 6 ô trống. Vậy thì được làm để làm bài này chúng ta phải quan sát. Các số sau đều là số có 3 chữ số nhé các con. Và các con lưu ý, số đầu tiên là 310. Tiếp tục số thứ hai ở ô trống thứ hai là 311. Vậy con có nhận xét gì về hai số này nè? Vậy là có phải là ô trống sau liền kề sẽ có số gì? Có số có ba chữ số lớn hơn so với trước một đơn vị. Vậy để làm liền vào ô trống tiếp theo, chúng ta hãy xem số phía trước và tự động tăng thêm một đơn vị nhé. Vì số trong ô trống này sẽ là 312. Rồi, để điền số vào ô trống này, các con hãy số xem số 312. Chúng ta thêm một đơn vị nữa là 313. Tương tự các con đã biết làm ô trống này đúng không? Rồi, ô trống này người ta đã làm mẫu cho các con. Là đúng rồi đó. Vậy để làm ô trống này chúng ta sẽ xem thêm một đơn vị nữa là 316, 317, 318 và 319. Rồi, ở dãy B thì chúng ta thấy ô trống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có tất cả là 7 ô trống. Vậy chúng ta cũng tiếp tục quan sát. Ô đầu tiên là số 400. Ô thứ hai là số 399. Vậy thì các con xem ô thứ sau liền kề nhé nào. Bé hơn ô trước là một đơn vị. Vậy chúng ta sẽ làm ô tiếp theo bằng cách lấy số phía trước bớt đi một đơn vị là 398. 397, 396 và 395. Tiếp theo là 394, 393 và đúng rồi, 392. Cuối cùng các con cũng biết được là 392 bớt một đơn vị sẽ là 391. Bài số 3, các con hãy quan sát. Yêu cầu của bài này chính là các con sẽ điền dấu lớn, bé, bằng. Và chúng ta có nhiệm vụ là so sánh các số. Và sau đó chúng ta hãy điền dấu thích hợp. Ở phép tính đầu tiên chúng ta thấy là 303 như thế nào so với 330? Rồi, để so sánh các số có 3 chữ số chúng ta so sánh như thế nào các con? Đúng rồi, chúng ta phải so sánh các hàng. Đầu tiên chúng ta phải so sánh hàng trăm trước. Vậy thì 3 bằng 3. Chúng ta phải so sánh tiếp tục hàng chục. 0 bé hơn 3. Chúng ta sẽ điền dấu bé. 615. Chúng ta so sánh với 516. Chúng ta cũng làm tương tự. So sánh hàng trăm trước. 6 lớn hơn 5. Chúng ta sẽ điền dấu lớn. Và tương tự. 199 sẽ bé hơn 200. Rồi, đối với bài này, chúng ta xem 30 cộng 100 so sánh với 131. Bên đây là phép cộng, bên đây là một số
về chúng ta phải thực hiện phép cộng trước. Sau đó chúng ta đem kết quả của phép cộng này so sánh với số 131. Các con hãy thực hiện 30 cộng 100 bằng bao nhiêu trước? À, bằng 130. Sau đó chúng ta đem so sánh với 131. À, 130 bé hơn 131. Vậy thì cô sẽ điền dấu bé. Tương tự bài này, cô mời các con sẽ cùng nhau làm. Và kết quả của cô đó là 400 sẽ bé hơn 401. Bài này chúng ta cũng đi tìm kết quả của phép trừ và phép cộng, sau đó so sánh hai kết quả này với nhau và điền dấu thích hợp. Bài này cô tính ra được 243, sau đó cô so sánh với 243 là bằng nhau. Bài tiếp theo, cô cũng so sánh 615 với 516 như lúc nãy. Con cùng xem lại nhé. Bài số 4, chúng ta sẽ tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số sau: 375, 421, 573, 241, 735 và 142. Vậy để tìm số lớn nhất, các con hãy xem hàng trăm của các số này, số nào lớn nhất, số đó sẽ lớn nhất trong các số nhé. Và tương tự, số nào có hàng trăm bé nhất, chúng ta sẽ xem đó, số bé đó là số bé nhất. Số lớn nhất cô tìm đó là 735. Có hàng trăm là số 7. Và số bé nhất là 142. Có hàng trăm là số 1. Bài số 5 thì chúng ta sẽ viết các số 573, 162, 830, 241, 519, 425 theo thứ tự từ bé đến lớn và theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài A, để làm được các con hãy xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng ta sẽ xem trong dãy số này hàng trăm số bé nhất là số mấy. À, đó chính là số 162. Tương tự số 241, 425 và 519, 573 và 830. Chúng ta hãy làm chắc chắn bài số A để làm tiếp theo bài B cho đúng. Theo thứ tự từ lớn đến bé thì nhiệm vụ các con sẽ viết ngược lại số 830 này lên đầu tiên, sau đó tới 537, 519, 425, 241 và cuối cùng là 162. Và đã kết thúc bài học rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi và cùng nhau tìm hiểu những bài học cô dạy tiếp theo nhé. Cô chào các con.